Người không phải thuộc bộ tộc chúng ta. Vậy thì để anh dạy em cách vật lộn nha. Ủa sao ướt nhẹp vậy? Em tè trong quần hả? Đập im đâu? Đập im đâu? Không tao giết chết mày bây giờ. Cứu tao. Kinh kỳ thật. Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao thủy thần SCP-054 lại ở chung với cô gái bị kẻ xấu tấn công? Nào, chúng ta hãy cùng quay trở về 20 năm về trước, tìm hiểu cội nguồn của SCP thủy thần. Loa lơ loa, xin tất cả thần dân sao thủy chú ý. Hôm nay là ngày 13 tháng 13 năm 7913, cũng là ngày cống hiến cho thần Titan. Tất cả người dân hãy lắng nghe danh sách 3 đứa bé được chọn. Đứa bé thứ nhất, căn nhà số 435. Đứa bé thứ hai, căn nhà số 532. Đứa hả? Bé thứ ba, em ơi, nhà kế bên đã bị chọn rồi kìa. Hên quá, không có con của mình. Anh ơi, qua an ủi họ đi. Được rồi, được rồi. Trời ơi, con tôi tại sao hôm nay lại là nó? Trời, tôi sắp mất nó rồi. Mẹ ơi, những đứa bé được đem lên tế đàn cho ngày Titan sẽ bị gì vậy mẹ? Trời đất ơi, những đứa bé tội nghiệp đó sẽ bị ngày ấy ăn thịt. Năm nào cũng như vậy, chúng ta không thể làm khác được đâu. Nhưng mà tại sao phải cho tên Titan độc ác đó ăn thịt chứ? Gia đình anh chị đừng có buồn nữa, chỉ trách số phận của chúng ta chỉ vậy mà thôi. Cố lên. Con muốn chết đâu, ba mẹ cứu con. Con muốn bị ăn thịt đâu, ba mẹ. Các người đừng có khóc van xin nữa. Chúng ta phải làm như vậy thì mới có thể mưa thuận gió hòa, mới có thức ăn nước uống để chúng ta tồn tại. Tổng trưởng ơi, ông có thể tha cho con tôi không? Nghĩ cách khác cũng được mà. Các người đừng có ích kỷ nữa. Ngày ấy ban phước làm cho chúng ta thì chúng ta phải đổi lại thịt trẻ con cho ngày ấy. Đó là điều kiện công bằng. Nếu không ngày ấy nổi giận, chắc chắn không ai trong chúng ta sống sót. Đến lúc rồi, phải cúng tế bái cho ngày ấy thôi. Ba mẹ thấy chết mà không cứu hay sao? Không được đâu, chúng ta không thể làm gì khác đâu. Được rồi, con sẽ cứu các bạn ấy. Con gái, đừng làm chưa? Hãy dừng lại đi, hãy dừng lại đi. Hả? Làm như vậy thì độc ác. Con cái nhà ai đây? Làm ơn, hãy tha cho ba bọn họ đi. Con ơi là con, sao lại làm vậy? Xin tổng trưởng tha lỗi cho chúng tôi. Chúng tôi là gia đình 543. Xin tổng trưởng bỏ qua. Con kia sao thủy các người? Tại sao đã qua giờ tế đàn mà ta vẫn chưa nhận được thịt trẻ con? Hả? Giọng tên nào vậy? Em muốn láo vậy? Hả? Ngày Titan! Ngày Titan! Xin lỗi ngài. Tôi sẽ cống hiến trẻ con cho ngài ngay lập tức đây. Trời lên, ta đói bụng rồi, ta không cho các người lâu được nữa đâu. Vâng, tôi sẽ cống hiến cho ngài ngay lập tức đây. Dừng lại đi. Gì vậy? Dừng lại đi, tên Titan độc ác sâu xa. Người dám xúc phạm tới thần linh ra. Ngươi là một tên tào lao âm binh thì có chứ thần linh gì. Tên xấu xa như ngươi ăn thịt trẻ con mà không tự cho là thần linh à. Đồ bẩn thỉu, đồ tồi tệ. Con người to gan dám bán bộ ta. Chưa có thể nào dám xúc phạm ta như vậy. Ta sẽ giết chết hết các người. Không, chiếc kỳ bớt chận lại đi. Đừng qua ngài, đừng qua. Ở đâu đây? Sợ quá. Ba mẹ ơi, cứu con với. Đằng kia có tiếng của người. Họ đâu rồi? Ở đây sao ghê quá à? Thứ đằng kia là gì vậy? Thứ đó phát ra nguồn năng lượng lớn quá à. Chắc có lẽ là nơi tích tụ sức mạnh của hắn. Rất nhiều người đã bị tên Titan nuốt vào bụng, nhưng thật may cô bé gái ấy lại rớt vào khe cuốn họng của hắn. Cô bé gái di chuyển dần dần xuống tim của hắn. Hết
thứ này cho hắn chết luôn. Hả? Gì vậy? Sao ta nhói tim như vậy? Khó chịu quá, khó chịu quá. Tần Thì Tàn đã bị cô bé giết chết, nhưng toàn bộ sức mạnh của hắn, người của bé lại hấp thụ, tồn tại trong nước trong một thời gian dài. Cơ thể của cô bé đã đồng hóa với nước. Ba mẹ, ba mẹ đâu rồi? Làng của mình ở đâu rồi? Thấm thoát 20 năm trôi qua, cô bé giờ trở thành một cô gái. Cô ấy không tìm thấy làng của mình ở đâu cả, cho đến khi cô ấy tìm thấy. Sao mình tìm hoài mà không có thấy họ? Rốt cuộc họ đã biến mất đi đâu? Hành tinh kia cũng có sự sống mà. Thấy được một hành tinh có sự sống trong suốt 20 năm quá trình tìm kiếm của mình, cô gái tưởng đâu dòng tộc của mình di chuyển tới hành tinh đó. Thế là cô ấy cũng nhanh chóng lên đường di chuyển tới hành tinh mới để tìm dòng tộc của mình. Ở đây cũng có nước, có thực vật, có chim chóc, có sự sống. Thật tuyệt vời quá đi. Người ta cứu tôi. Có ai ta biến thái? Có sinh vật còn biết nói chuyện. Chẳng lẽ là người trong bộ tộc của mình? Cái gì mà biến thái chứ? Đàn ông thì phải gần gũi đàn bà. Bọn tao là đàn ông, đâu có phải bê đê đâu mà kêu biến thái. Nhưng mà cái người đang xâm phạm cơ thể của tôi, thả tôi ra, thả tôi ra. Nằm im đi em gái. Tí nữa bọn anh sẽ cho em một ít. Lâu rồi bọn anh sống ở đây cực khổ, chưa có biết mùi đàn bà là cái gì. Không, đừng, đừng mà. Hả? Chị gì đó, ông báo cảnh sát đi, cứu tôi. Có thêm gái nữa à? Được rồi, chỉ mỗi đứa một em. Đây, em gái, em có thích chơi trò chơi quạt lộn trên giường không? Lại đây hai đứa mình chơi nha. Hả? Quạt lộn trên giường là gì? Các ngươi không phải bộ tộc của ta. Vậy thì để anh dạy em cách vật lộn nha. Ủa sao ướt nhẹp vậy? Em tè trong quần hả? Đập im đâu, đập im đâu. Không thèm giết chết mà bây giờ. Bọn xấu hả hại chúng tôi. Đây, vật lộn sao la dữ vậy? Lỡ người ta phát hiện thì sao? Cho nhỏ thôi. Đánh đi. Hả? Có chuyện gì vậy? Thứ đó là gì vậy? Anh không có yêu tôi. Anh chỉ xem tôi như người qua đường thôi. Anh làm cái bụng tôi sắp thè lè ra rồi. Trời ơi, em phải thông cảm cho anh chứ. Bây giờ anh chỉ là sinh viên nghèo thôi. Lấy tiền anh đâu mà cứ kiếm tiền đi. Tôi và con sẽ kiếm một chỗ nào đó sinh sống, không cần anh nữa. Mẹ kiếm cái xe đạp, con kiếm. Trời ơi, tại sao em lại ép anh chứ? Lúc này, cô gái Thủy Thần định giết chết chàng trai phụ vàng kia, nhưng mà một sự cố bất ngờ đã xảy ra. Anh ơi, cứu em. Là gặp chuyện gì nữa? Em ơi, sao em lại chạy lung tung vậy? Mau trở lại đây với anh đi. Ồ, cô bé, nhìn em mới lớn thiệt là ngon ngọt. Phục vụ cho ba tụi anh đi. Lớp ba tụi anh xưa chết chúng mày. Dám về tới bạn gái tao à? Mày có biết là cô ấy có bầu rồi không? Cô ấy có con của tao rồi đó. Hiểu lỡ đi, tao cho mày chết. Tụi mày đâu? Bao, hấp chim con nhỏ đó cho tao. Bỏ ghét đi. Anh ơi, không. Đừng có sợ, trời mưa thì mình tung tăng dưới mưa một chút xí, ướt át một chút nó mới hấp dẫn. Lại đây. Thứ đó là gì vậy?
Đi rồi, anh ơi, anh ơi.